Thưa quý vị và các bạn, trong đơn gửi về chuyên mục hộp thư truyền hình, bà Nguyễn Thị Thanh Liên, ngụ tại thôn Bồng Lai, xã Hiệp Thành, huyện Đức Trọng, đã phản ánh về tình trạng vườn cà phê của gia đình bà. 4 lần bị một đối tượng cùng thôn mang cưa máy tới, ngang nhiên cưa lá. Sự việc đã được giải quyết một lần và tòa án huyện Đức Trọng đã tuyên phạt đối tượng phá hoại tài sản công dân nói trên 12 tháng tù treo. Nhưng sau đó đối tượng này vẫn tiếp tục hành vi phá hoại của mình. Sau khi nhận đơn của người dân, phóng viên chuyên mục hộp thư truyền hình đã đi thực địa nắm bắt tình hình, ghi nhận thực trạng này. Chúng ta cùng theo dõi. Lối vào vườn cà phê của gia đình bà Nguyễn Thị Thanh Liên, thôn Bồng Lai, xã Hiệp Thành. Những gốc cà phê hàng chục năm tuổi bị cưa phá ngổn ngang. Trên khu đất này, trước kia cũng là cà phê, nhưng giờ đã trở thành đất hoang. Nguyên nhân là do vào năm 2013, đối tượng Nguyễn Trung Lập, một người dân địa phương, đã ngang nhiên chặt phá hoàn toàn. Đến nay, chủ nhân mảnh vườn không những chưa được nhận bồi hoàn từ phía người phá hoại, mà họ cũng chưa dám trồng mới. Cảm giác bị phá hoại đang ám ảnh họ. Cái người họ đi làm gần, họ thấy, họ phát hiện về, họ báo thì gia đình vô thì thấy là cưa hết rồi. Nên bây giờ thực sự ra mà cưa xong rồi thì bây giờ gia đình cũng không thể trồng lại được. Bây giờ chỉ có bỏ đất hoang lên thôi. Đối tượng chặt phá sảy cà phê nói trên là Nguyễn Trung Lập, ngụ tại thôn Bồng Lai. Tòa án huyện Đức Trọng đã tuyên phạt y 12 tháng tù cho hưởng án treo về tội phá hoại tài sản công dân. Thế nhưng khi thời gian thử thách vẫn chưa xong, đối tượng này lại tiếp tục thực hiện liên tục 3 vụ cưa phá cà phê khác của gia đình bà Nguyễn Thị Thanh Liên vào các tháng 2, tháng 4 năm 2015. Thực trạng này khiến gia đình nạn nhân hết sức bất bình. Cà phê tôi tốt như vậy đó, mà nó cứ pha chẹt, nó phá lần này hết tới lần khác. Lần này là lần thứ tư rồi, như vậy thì lấy gì tôi sống. Công an viên thôn Bồng Lai đã trực tiếp bắt tại chỗ hành vi phá hoại tài sản công dân của đối tượng Nguyễn Trung Lập, nhưng việc xử lý thuộc thẩm quyền cấp trên. Thì tôi cũng mong muốn là chính quyền địa phương và các sự lãnh đạo của cấp trên thì xem xét, giải quyết răn đe chặt chẽ để ông Nguyễn Lập không nên tái phạm nữa. Sự việc phá hoại tài sản công dân diễn ra từ năm 2013 tới nay, nhưng chính quyền sở tại vẫn chưa có cách ngăn chặn hiệu quả, khiến gia đình người bị hại hoang mang không biết phải làm sao. Làm việc với phóng viên hộp thư truyền hình, lãnh đạo công an huyện Đức Trọng cho biết sẽ có phương án xử lý để ngăn chặn hành vi của đối tượng Nguyễn Trung Lập. Đủ căn cứ để khởi tố hình sự đối với ông Lập này về cái tội hủy hoại tài sản. Thế nhưng mà vì cái đang quá trình nói chung là ban thống nhất viện kiểm sát để xử lý. Trên mặt pháp luật, dù là mâu thuẫn thế nào chăng nữa, thì việc ngang nhiên chặt phá cà phê trên đất đã có quyền sở hữu hợp pháp, cũng là hành động phá hoại tài sản công dân và cần phải được xử lý nghiêm. Nếu không, việc làm này sẽ tạo tiền lệ xấu trong đời sống xã hội và tính nghiêm minh của pháp luật.